Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bản tin dự báo thời tiết đêm 29 ngày 30 tháng 7 năm 2022 của Trung tâm Truyền thông tỉnh Quảng Ninh. Mở đầu bản tin ngày hôm nay sẽ là thông tin thời tiết các khu vực trong tỉnh. Thưa quý vị, sau chuỗi ngày nắng nóng liên tục, từ đêm nay sang ngày mai, thời tiết tỉnh Quảng Ninh sẽ chuyển biến tốt lên với sự xuất hiện của những cơn mưa rào rải rác. Cùng với đó, nền nhiệt độ cũng giảm đôi chút, đem lại cảm giác mát mẻ, dễ chịu hơn so với những ngày qua. Vì vậy, người dân và du khách cũng thuận lợi hơn khi tham gia các hoạt động ngoài trời và tham quan du lịch trong dịp nghỉ cuối tuần. Cụ thể, trên đất liền ở cả ba khu vực miền Đông, miền Tây và thành phố Hạ Long đều phổ biến tiết trời là mây thay đổi, gần sáng và ngày mai có lúc có mưa rào và dông, gió nam đến đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất là 26 độ và cao nhất cũng không vượt quá ngưỡng 31 độ. Còn đối với vùng biển ngoài khơi, bao gồm cả huyện đảo Cô Tô, thời tiết cũng không khác nhiều so với các khu vực trên đất liền, tiết trời dịu hơn hẳn với nền nhiệt độ dao động trong khoảng từ 26 cho đến 31 độ, gió đông nam cường độ trung bình, sóng êm, tầm nhìn xa 10 km nên tàu thuyền có thể lưu thông bình thường. Vừa rồi là phần dự báo thời tiết các khu vực trong tỉnh, còn bây giờ mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi phần dự báo thời tiết các vùng miền trên cả nước. Ngày hôm nay, thời tiết ở các tỉnh thành thuộc khu vực Bắc Bộ đã chuyển nhiều mây hơn, nắng nóng suy giảm. Dự báo từ tối đêm nay trở đi đến ngày 1 tháng 8, miền Bắc sẽ có mưa rào và dông. Khu vực vùng núi và Trung Du sẽ có mưa vừa mưa to đến rất to và dông, kèm theo nguy cơ xảy ra lốc, sét và cả gió giật mạnh. Vì thế, nhiệt độ trong ngày mai ở khu vực Bắc Bộ cũng giảm đáng kể, cao nhất dao động trong khoảng từ 30 cho đến 33 độ. Cục bộ có nơi cao hơn. Lui xuống các tỉnh thành thuộc khu vực Trung Bộ, trong đêm nay, ngày mai, nắng nóng cũng sẽ suy giảm, chỉ còn xảy ra ở các huyện vùng núi phía Tây. Nhiệt độ trung bình ban ngày sẽ phổ biến là dưới mức 34 độ. Đến chiều tối ngày mai, Trung Bộ có thể có mưa rào và dông ở một vài nơi. Trong cơn dông thì cần đề phòng có lốc sét và cả gió giật mạnh gây nguy hiểm. Còn tại khu vực phía Nam, ngày mai trời nắng gián đoạn. Về chiều tối, mưa sẽ xuất hiện nhiều hơn, cục bộ có nơi có mưa dông mạnh, tiềm ẩn nguy cơ về lốc sét và cả gió giật mạnh nguy hiểm. Nhiệt độ trong ngày mai ở khu vực Tây Nguyên sẽ dao động trong khoảng là từ 28 cho đến 31 độ. Còn tại khu vực Nam Bộ sẽ là từ 30 cho đến 33 độ. Chuyển sang thời tiết trên biển. Khu vực Bắc và giữa của Biển Đông, trong đó bao gồm cả huyện đảo Hoàng Sa, sẽ có gió thổi yếu, trời có mưa một vài nơi nên tầm nhìn xa thông thoáng. Còn tại khu vực Nam Biển Đông, bao gồm cả huyện đảo Trường Sa, gió Tây Nam mạnh dần lên cấp 4, cấp 5. Mưa rào và dông cũng gia tăng khiến cho tầm nhìn xa giảm xuống từ 4 cho đến 10 km trong mưa. Tàu thuyền cần đề phòng lốc xoáy và cả gió giật trong cơn dông. Phần cuối bản tin như thường lệ sẽ là thông tin thời tiết một số thành phố du lịch trên cả nước. Xin kính chào và hẹn gặp lại!